Vâng, hello, chào toàn thể anh chị và con cô bác nha. Em Thịnh Bến Tre gửi lời chào bà con nha. Lời nói đầu tiên em chúc anh em mình nhiều sức khỏe và an lành trong cuộc sống. Em là Thịnh Bến Tre, qua số điện thoại 0866 6789 71 gặp nhân viên tư vấn bán hàng bên em nha. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng dòng xe đĩa bay hoặc là kêu bằng phi thuyền cũng được anh em ha. Dòng này rất là đẹp anh chị nha. Đó, nhìn cái form đâu ai biết đời 2007 đúng không, nhìn cái tưởng đời 2015-16 không à. Dòng này nhập Nhật máy 2.4, xài chung máy Camry đó, nó rất là tiết kiệm xăng. 100 cây anh em mình chạy chỉ có nhiêu đâu, 9 lít xăng thôi anh chị nha, mà là số tự động nữa, mà nhập Nhật nữa. Cửa sổ trời toàn cảnh, dàn ghế ngồi thương gia, cửa lùa, ghế điện, rất là nhiều tính năng an toàn và thông minh trên xe. Anh em nào để ý đi, 3 tháng trước là em đã bán mấy con Venza là nó có 5 chỗ thôi, giá tiền xe mới nó cũng rẻ hơn xe này, mà em đã bán 500 mấy rồi. Thời điểm đó thì xe này nó tầm khoảng 600 hơn, nhưng mà giờ, thời điểm này 3 tháng đổ lại đây là do cái thị trường kinh tế mình nó yếu nè, nó xuống nè. Thứ nhất là ảnh hưởng do dịch Covid, thứ hai là do cái tháng 7 nữa nè, thứ ba là do cái vụ ba cái định danh này, nhiều khi anh em mình không hiểu á, sợ thành thử xe nó rất giá nhiều. Thứ ba nữa là do bãi em bây giờ là full rồi, bãi em hiện tại Bến Tre đầu xe hiện tại ở Bến Tre bây giờ khoảng lên tới 80 xe rồi anh chị, hôm qua mới về thêm 9 chiếc nữa. Quá trời luôn, anh em qua lựa thoải mái và vô tư nha. Xe sang, xe thường, xe đời cao, xe đời hấp có đủ, xe tập lái cũng có luôn đó. Chiếc xe này nó quá đẹp anh em, để anh em mình là 498 triệu, bao xài bao chạy nha. Anh em đợi cái ấy à, quá chất lượng luôn anh em nha. Đó, đời 2007 máy 2.4 à. Cảm biến đầu, cảm biến đích, cửa lùa, quá đã luôn, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Đó, để cho anh em mình 498, giá này còn giảm, còn bớt và có bán góp và có cho nợ nha. Vừa phá riêng theo xe nó nè anh chị, hai chiều còn đầy đủ luôn nè. Quá đã luôn anh chị nha. Nắng hơi nắng mà anh em ơi. Nắng quá trời nó chuyện nước mắt nước mồ hôi chảy nước mắt cái kẹt à. Nói chung là xe này nó quá đẹp anh chị, cửa lùa ha, keo chỉ lồng dè mái dè riêng hết nè. Đó, quá đã luôn anh chị. ABS túi khí thắng đĩa mâm lớp vỏ máy tinh. Nắng quá. Ô, cốp sao là ấn nút luôn anh chị ha. Quá đẹp anh chị. Xe riêng nguyên bản không một lỗi nhỏ nha anh chị nha. Bao xài bao chạy. Bao chén bao quay đầu. Đó, dàn ghế nè, ghế zin theo xe nè anh chị ha. Đó, anh em nhìn nè. Bữa thì xe này chỗ anh Lâm Tăng Vạn mua giúp em ha. Thì anh mua thì cái giá cũng cực kỳ tốt mà anh chưa bảo dưỡng, em mới về đây làm bảo dưỡng thêm cũng mười mấy nữa anh chị, mới làm xong. Quá đỉnh luôn rồi. Cửa lùa. Rất ư là khá xe anh chị nha. Đó. Lùa điện anh chị nha. Đó, chạy bằng điện không? Đó. Chạy điện xong rồi tự hít luôn nha anh chị nha. So với những dòng xe Carnival đời này thì chưa có cơ hít, em này là chạy điện xong rồi tự động hít luôn ha anh chị ha. Ghế là ghế điện luôn nè. Cửa hít luôn. Tem bọng nhãn mát 100%, xe không lỗi nhỏ, có lỗi cho chiếc xe luôn anh chị nha. Thời điểm 3 tháng trước 600, bây giờ rẻ hơn 100 triệu, có 498 triệu thôi. Quá đẹp luôn anh chị. Anh em nhìn vô lăng là đi vào lòng người liền không? ABS túi khí quá trời luôn, số tự động mèn rau chà bá luôn. Túp lô túp ly đúng đỉnh luôn anh chị ha, trần đẹp quá trời đẹp luôn nè. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh luôn mà. Mới vừa giặt dàn ghế, giặt cái trần xong luôn anh chị, mới xong sáng nay luôn. Sàn bọng nó quá đỉnh luôn. Keo chỉ lồng dè mái dè 100% nè anh chị ha. Em quay cái gầm cho anh em mình xem nữa nha. Ghế điện chạy tay luôn chị ha. Gầm nè, 10 điểm. Cabo còn mới tinh, chứng tỏ một điều là xe mình nó quá đỉnh và quá chất anh chị ha. Nếu mà xe đi nhiều thì cabo đâu có mới tinh được anh chị đúng không? Nút đề nữa nè anh chị. Đó. Để coi chạy nhiêu ngàn nha. Xe này em độ chạy chắc cũng chưa đến 100 ngàn đâu. 120 ngàn anh chị. Nè, 120 ngàn. Nè. Xe không một lỗi nhỏ anh chị nha. Đây là báo hắn tay, báo cửa ha. Đó. Cửa điện nè anh chị. Đó. Cửa điện đã không? Đó. Cửa trời nữa nè anh chị. Cửa trời. Đó. Quá ngầu luôn anh em ơi. Đó. Ở đây kéo tay ra cũng được ha. Đó. Quá đã, quá đẳng cấp luôn. Đó. Cực kỳ đẹp anh chị nha. Đó, cửa điện kéo lên kéo xuống nè. Này bấm cái này. Ấn giữ anh em ha. Đó. Ấn ở đây. Đó. Tự động chạy, tự động hít cửa lên luôn anh chị nha. Đúng đẳng cấp luôn. Tự động luôn nè, kéo vào tự động tắt luôn. Đó, trợ lực nhẹ tay luôn, màn hình bản đồ chỉ đường quá trời quá đất luôn. Anh em mình địa chỉ này cứ gọi lên Google thôi là Thịnh Bến Tre là tới chỗ ha. Đó, nói chung thì bên em nhiều xe lắm anh chị qua lựa đường nào cũng phải mua được xe hết thôi. Tại vì nó quá nhiều xe đi. Quá nhiều xe anh chị ha. Anh em rảnh thì qua tham khảo lái thử, chạy thử với em Thịnh ha. Nói chung là rất là nhiều dòng xe, anh em qua lựa chạy thử vô tư.
giá cực kỳ tốt và rẻ luôn chị ha. Máy có 2.4 100 cây chạy 9 lít xăng. Máy xài chung với Camry anh chị ha. Máy riêng anh chị nha, máy số riêng nha. Đó, cái máy cực kỳ êm luôn nè. Máy hay dơ chưa vệ sinh cái máy anh chị ha. Tí xíu cho nhân viên rửa máy lên luôn. Quá đỉnh, quá nâng cấp luôn anh chị nha. Chạy xe này về quê anh em mình đi cả gia đình luôn. Dàn ghế thương gia cực kỳ chất lượng ha. Đó, quá đã. Cái máy này khỏi cần mở nắp cò anh chị. Chạy mới có 120.000. Xe này mà có đổ hơi đổ khói chứ xe này em sẽ tặng cho anh em mình nha, tặng làm quà kỷ niệm. Tí xíu cho rửa là hết mấy nè, rửa cái máy này cho sạch luôn. Máy dơ quá. Đây, anh em không? Không một miếng khói luôn anh chị ha. Có hơi có khói là tặng xe mà. Báo chơi chơi bài lớn với anh em luôn mà không? Gon là gon hộp số là gon màu đỏ này anh em để ý nè. Gon hộp số là gon đỏ là gon kim nè, chị nhìn thấy không? Đó, nếu mà cái gon nó phải màu đỏ là phải kim luôn nha. Tùy nhưng mà cũng tùy theo dòng nha chị nha, chứ phải dòng nào cũng gon đỏ là kim nha. Tùy theo dòng xe, tùy theo cái hãng sản xuất anh chị nha. Phơn quá đẹp, full đồ chơi luôn. Vì là xe đẹp quá cho nên em quay hơi lâu cho nên mình cận cảnh tí xíu ha. Đăng kiểm và thòn tới tháng 7 2024. Phơn dáng quá đẳng cấp, quá đỉnh luôn. Chức năng an toàn quá trời trên xe. Có 400 mấy triệu à, mua Camry kia. Mua này cửa thương gia chạy ngon không? Nè, em bật cái cửa cho nên mình xem nè. Đó, tem bọng nhãn mát, bon điện keo chỉ 100% anh chị nha. Đó, bể bước nè, sàn bọng nè. Nguyên cái bàn à, nguyên cái bàn này, bây giờ mở này mở sao ta? Mình cũng chưa biết cách mở cái này, để hồi mình học cái này coi làm sao. Để coi đây có đồ mở không ta. Nguyên đồ bộ chân này nó mở ra dài đây nè anh em, để anh em ngồi ra. Tem bọng nhãn mát đó nè anh chị ha. Quá trời quá đất luôn. Đẹp gì đâu mà đẹp, nóng lạnh thôi chứ. Cửa sổ trời toàn cảnh vàng ghế ghim tới giờ luôn. Mới quá mới luôn đó. Cái này chưa biết cách mở nè, giờ mở sao ta. À nó có đồ bật không ta. Cái này đồ bật đâu ta. Để chút xíu em mò em tìm hiểu cái này cũng mới được. Để tí xíu cho đi tìm hiểu cái này. Quá đã anh chị ha. Rất là đẹp anh chị nha. Đó, anh chị đồ ưng mẫu này thì liên hệ cho em. Em để cho em mình 498, còn giảm còn bớt. Có bán góp, có cho nợ, có bán thiếu luôn. Có giao lưu, có đổi xe luôn. Đó, anh em nào ưng thì liên hệ cho em qua số 0866 678971 nha. Cảm ơn anh em và chúc cho anh em nhiều sức khỏe. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì vui lòng nút đăng ký kênh của em để mình cập nhật được nhiều video hơn từ bên em thành Bến Tre. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt nha. Anh em mình quan tâm thì bóc vào Zalo số này cũng được, hoặc là số chính của em 0397 026 935 cũng được nha. Đó, anh em nào chưa đăng ký thì vui lòng bấm nút đăng ký kênh của em nè để mình cập nhật nhiều video hơn nha. Đó, hoặc là đăng ký vào fanpage tên Phở Bò cũng được ha, là Thịnh Ô Tô Cụ Bến Tre. Rồi, cảm ơn em mình nhiều nha.